Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Share và Share Livestream Mỹ Quanh Bo. Thì hôm nay là mình sẽ nói về cái vấn đề gọi là đi ăn nhà hàng chuẩn 5 sao vào cái mùa đại dịch Corona. Ok, thì theo mọi người nghĩ rằng là Corona, cho nói chung là báo chí cũng đã đưa tin khá là nhiều và truyền thông cũng đã truyền tải khá là nhiều rồi. Mùa này thì không nên, tuyệt đối không nên đi tới những chỗ đông người này, tuyệt đối không nên là đãi bất kỳ một cái gì đó hoặc là tụ tập ở cái gì đó ở chỗ đông người này, và đặc biệt là những nhà hàng 5 sao này. Nói chung là cái chuyện đó thì báo chí truyền thông đăng tải rất là nhiều rồi, nhưng mà người bạn của anh Bo thì rất là cố chấp. Bạn của anh Bo đúng quyết định đãi sinh nhật vào ngày 23 tây tháng 2 năm 2020, và cái giá nhận lại là một bữa tiệc có một cái giá rất rẻ, đạt đãi ở một cái nhà hàng 5 sao luôn nha mọi người. Một nhà hàng 5 sao và là Hoàng Yến á mọi người. Thì nói chung là ai ở Sài Gòn thì chắc chắn là ai cũng sẽ từng biết tới nhà hàng Hoàng Yến, là chuỗi nhà hàng rất là sang trọng này, rất là mọi thứ rất là chuẩn 5 sao này. Thành thử ra khi mà bạn Quang Bo nói rằng là tao đãi ở đó, thì Quang Bo cũng hy vọng rằng là mình sẽ có một bữa tiệc rất là tuyệt vời. Và bạn Quang Bo đã chịu chi một khoản tiền khá là lớn để gọi là book phòng riêng này, rồi có cả backdrop thảm đỏ này, rồi có cả là một bữa tiệc buffet 28 món này, rồi chưa kể là dàn karaoke rất là tối tân nữa á. Thành thử ra là khách mời có thể lên và hát, thực sự rất là tuyệt luôn. Nói chung là mình nhìn vào không gian có thể đảm bảo được cái độ sang chảnh, nhưng mà tới cái phần đồ ăn thì oh my god. Thắng ơi, review cho đồ ăn chung với em nè. Sao bạn hãy chia sẻ về một giữa tâm dịch mà đi ăn tiệc sinh nhật ở nhà hàng 5 sao, cảm giác của bạn về đồ ăn như thế nào? Thứ nhất là như thế này nha mọi người nha, là đồ ăn hôm qua hầu như là chủ yếu là tất cả các món hải sản, tại vì chủ nhân bữa tiệc rất thích hải Đúng sản, rồi, chủ nhân bữa tiệc cực thích hải sản, và tại vì hầu như quê là quê chủ nhân là ở An Giang, mà An Giang Rạch Giá, Tiền Giang là ba cái vùng mà giáp biển, thành thử ra bán đồ hải sản ngon lắm. 80% đồ ăn hôm qua là có dính líu là hải sản hết. Ừ. Thì mình có thể review như thế này: thứ nhất là nói về món mà ngon nhất, những cái món mà ngon nhất mà theo cá nhân tụi mình đánh giá đó là món gỏi. Gỏi làm rất là ok, cũng là gỏi hải sản, cũng là có mực trộn với tôm với lại những cái loại mà rau này kia thôi đó. Còn lại thì nếu mà nói về tổng tổng quan chất lượng ăn hôm qua thì rất là bình thường, theo mình là khá là bình thường luôn. Nói chung thì nếu là review thì phải review cho kỹ vào đấy. Thì nói chung là ở những cái món khai vị thì có nghĩa là người ta sẽ đặt một cái dãy đồ ăn như thế này, Salad và luôn nó sẽ có những gọi món khai vị ở bắt đầu là salad này, rồi gọi gỏi gỏi trái cây này, rồi gỏi tôm thịt này đấy. Thì ở những món gỏi thì mình rất là ấn tượng, tại vì thực sự rất là ngon, có nghĩa là đồ ăn cảm thấy rất là vừa miệng này, rồi nêm nếm rất là ổn này. Và ở những cái món khai vị thì cũng bao cảm thấy rất là ngon luôn ấy, có nghĩa là chuẩn 5 sao này. rồi Nhưng mà bắt đầu tới những cái món chưa gọi chưa là chưa chưa giữa chưa giữa dừng giữa dừng ở khai vị để mình nói thì chắc là anh ba không ăn, nhưng mà mình có ăn đó là món súp. À, súp thì mình không hai ăn. hai món súp khá là vị thì ăn cũng gọi là ổn đó, nhưng mà về cái thành phần trong súp á nó quá là không biết sao mà rau không, mà mọi người chỉ toàn là rau Chị thôi. chia sẻ thì để thẳng luôn đi, cái gì đâu mà cứ thì thào một mình quá đấy. Thì nói chung là ở hai cái nồi súp đó thì vừa mới review là rau không mà nhưng thịt, nhưng mà cũng tùy, chứ lỡ nhiều khi nó đặt súp rau sao. Không phải súp rau, ghi là súp sò điệp vậy đó mà không phải sò điệp đâu hết. Thì chắc nó lặn rồi đó. Rồi Ok, xong mà chứ tới cái món gì ta, món tôm, xong tới món tôm tôm càng nướng, rồi tới món cá 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 chiên bột, cái chiên bột sốt cam, rồi tới món chả giò hải sản, gọi gì, chả giò hải chả sản, giò hải sản, là chả nhân giò cũng cốm. cốm, chả giò cũng cốm đấy. Thì nói chung là tới ba món, gọi là tạm gọi là ba món trước khi mà món chính ra, thì là món tôm là không ăn được nè mọi người. Món tôm này có người ăn thì lại cảm thấy nói chung là vui vui, thì chúng nhầm cái con mà Đây để nó tươi nói tươi cho. á, thì nó nói chung là nó sẽ có gạch này, nó sẽ bùi bùi hơn một chút xíu, nhưng mà đa số cảm giác chung của mọi người ăn là đều cảm thấy thịt tôm rất là bở. Có nghĩa là bởi vì Wambo đã về quê, Wambo đã ăn những cái loại hải sản gọi là giáp biển rồi, thành thử ra mình hiểu được cái cảm giác ăn một loại hải sản nó tươi, nó sống, nó mới, nó cảm giác như thế nào. Còn khi mà mình bắt đầu mình ăn một cái loại hải sản mà nó đã để lâu ngày, nó đông lạnh á, thì mình cảm thấy nó khác ngay. Thì đó chính là lý do mà tại sao mà kể cả chủ nhân của bữa tiệc luôn cũng phải nhả cái con tôm đó ra, tại vì nó quá là bở. Và bản thân của anh Bo khi mà ăn con tôm đầu tiên, con Bo nhờ bạn con Bo lục vỏ con tôm đầu tiên, con Bo ăn vô xong con Bo cảm thấy nó rất là nhạt nhẽo, và cảm giác nó giống như đang ăn một cái miếng giấy á, một cái miếng giấy mà gọi là miếng giấy bị chúng nhúng vô nước á đó. Đó, cảm giác nó giống như vậy hơn là ăn một cái loại hải sản đấy. Rồi tiếp theo là món hàu. Trời ơi, món hàu là cái món mà phải gạch đít đầu dòng, mà phải tô đỏ highlight lên luôn, nó quá là tanh. Nghĩa là các bạn có thể tưởng tượng một bữa tiệc rất là sang trọng, người người nhà nhà ai cũng ăn bận rất là đẹp luôn, mà cái miệng ai cũng tanh rình lên, là lý do là tại vì con hàu. Khi mà thấy hàu được đặt ở trên cái mâm buffet thì đa số mọi người sẽ nhào vào lấy con hàu trước,
Tại vì tâm lý mà, phải ăn những món hải sản đầu tiên, tại món hải sản rất là mau hết. Nhưng mà thề với các bạn luôn, ăn một con thôi là không bao giờ muốn ăn con thứ hai, và không bao giờ muốn đụng tới cái món đó nữa. Mà giữa bữa tiệc chẳng lẽ giờ mình nhả ra, đúng không nè? Giữa bữa tiệc chẳng lẽ mình nhả ra, buộc là mình phải nuốt vào trong. Mà cái mùi nó tanh một cách kinh khủng, là quán bác cũng không hiểu rằng là đây là hào sống hay gì. Bởi vì hào sống cũng không tanh đến mức độ đó. Mà nếu như hào sống thì phải ăn kèm với mù tạt, mà trên cái cả một cái bàn buffet đó không hề có một cái đây là phần thịt hào, phải là nó tanh cái độ tươi đó đâu, mà nó tanh thì bị để nó quá lâu, bị để quá lâu rồi nó bắt đầu có cái vậy hơi bị bắt đầu nó hơi bị bắt đầu thiêu thiêu lên á. Mà lúc đó con bà cũng không hiểu là tại sao mà nhà hàng 5 sao như Hoàng Yến lại có thể phục vụ một cái món ăn mà nó rất là tệ, cơ bản như là hào, mà nó lại tệ đến như vậy. Và các bạn có thử tưởng tượng coi, lúc đó là cái cảm giác khi mình ăn con hào đó đã gớm lắm rồi, và mình đã mắc ói lắm rồi, mà khi mà mình nói chuyện với những người bạn khác, oh my god, tất cả mọi người đều bị một cái mùi hào ở trong cái cuốn họng, mà tất cả mọi người đều nói rằng là bây giờ không biết làm sao để mà tẩy cái mùi nó ra. Đấy là các bạn hiểu cái mức độ nó như thế nào. Rồi tiếp theo là cái món mà gọi là khá khẩm hơn, đó chính là món cá lăn bột cùng với sốt cam. Thì thực tế là ngon là nhờ cái sốt cam chứ phải ngon nhờ con cá, tại vì ăn vô thì chỉ thường thấy là bột thôi, thịt thì khá là bèo nhèo và cũng chẳng có gì gọi là tươi ngon cả. Rồi tiếp theo nữa là cái món mà tôi phải gạch đích highlight đầu dòng mà tôi đỏ, đó chính là món ragu bò. Ragu bò, bò nấu ragu á. Đúng rồi, bò nấu ragu á. Thì các bạn có tin là thường chúng ta khi mà ăn một cái món bò nấu ragu mà chúng ta ăn ở bên ngoài đường hay là do cha mẹ gia đình chúng ta nấu á, thì nó sẽ mang một cái mùi rất là béo béo, đúng không nào? Và thường những người nào mà thích những món này rồi còn là trong đó có cả con bò luôn. Nghĩa là con bò rất thích ăn những cái món mà nó giống như là sốt gì đó, giống như cà ri hay là ragu này kia, thì những cái món kiểu như vậy con bò rất là thích. Tại vì con bò thích cái vị đậm đà của nó. Nhưng mà khi ăn xong, con bò lập tức ngẩng lên và nói với những người bạn xung quanh bàn mình là: ủa, cái này là canh chua măng hả mọi người? Tại vì cái mùi nó chua chua và nó sừng sực như thế nào ấy. Tại cái miệng quanh bao thấy chua, nhưng mà mọi người thấy là như thế này, nó phải là nó chua và nó sẽ bị lợ lợ, tại vì nấu là bỏ quá nhiều gọi là bột năng đó. Đúng rồi. Người ta sẽ làm, khi mà cái món ragu một khi làm á, sẽ là nấu bằng nước cốt dừa và các loại mà gần như là nêm của Ấn Độ cà ri đó, thì nó ra cái mùi nó kỳ lắm, nó mua ra cái mùi khác. Còn đây là bỏ quá nhiều bột năng, khiến cho cái chất lượng cái nước chấm nó bị sệt đi, và nhiều khi con bò thấy nó chua chua là do như vậy. Không, em không biết rằng là mọi người ăn có cảm thấy chua không, nhưng mà riêng em cảm thấy chua lắm, kiểu giống như là mình đang ăn canh chua luôn á. Thành thử ra mới nói: ủa, cái này có bỏ me hay là bỏ cái gì không mà sao nó lại có cái mùi giống y hệt như là canh chua thôi. Chất lượng bò trong lagu cũng không phải là bò xuất sắc nữa. Rồi xong rồi, đó là cái món mà là tôi đã cảm thấy bữa tiệc này bắt đầu có màu thất bại. Sau đó bắt đầu là tới cái món gọi là cái món bò nướng. Bò nướng. Bò nướng thì có nhiều ý kiến trái chiều. Bò nướng thì có rất là nhiều ý kiến, đa số thì đều cảm thấy rằng nó dai. Nó dai, và bản thân con bò cũng cảm thấy dai, nhưng mà con bò cũng không biết rằng là do răng giả hay là do cái nó dai thật sự. Tại vì những cái bạn mà nếu nó mà dai là đều là những bạn làm răng sướng. À, vậy là các bạn thấy vậy, còn đối với ví dụ như là con bò ngồi kế chị Trang nè, rồi ngồi kế Tâm nè, thì đều cảm thấy chung là nó dai. Còn những bạn răng thiệt như là Công Tuấn với Thắng thì thấy là ăn được. Mà Ha Tuấn rất thích cái món bò mình. Tuấn đi tới 3 vòng mà đều lấy món bò về ăn. Nhưng mà cái nước sốt thì đánh giá cao, nước sốt thì ok. Thì ở đây nước sốt khá ok, nhưng mà tới bò thì đa số mọi người đều bỏ cuộc. Và cái món ăn kèm chung với bò thường để cái bên đây là món là khoai tây nướng. Cái đó tôi cũng phải tiếp tục lại là một món tôi complain nữa là nó quá ngán. Quá béo và quá ngán. Và khi mà chiên lâu mà để đó thì nó sẽ bị ủ và nó bị mềm. Thành thử ra là các bạn ăn như các bạn sẽ cảm thấy nó thiệt đó luôn, là nó giống như ăn một cái miếng mà miếng rửa chén á. Nó kêu cảm thấy bột quá. Rồi hai món tiếp theo là món cánh gà nướng và sườn ướp Coca-Cola. Nó là sườn ướp Coca-Cola. Nó ghi cái tựa như vậy. Tại vì con bao cảm thấy nó giống như ướp mật ong hơn là ướp sô-cô-la. Có nghĩa là nó có vị ngọt. Coca-Cola chứ. Thì nói chung là khá là ổn, hai món đó thì không có gì cùng lên. Rồi cái món mì udon sò điệp thì cũng rất là ngon. Con bao cũng là đi hai vòng mà đều chọn cái món đó. Cái món chả viên bách hoa. Cái món chả viên bách hoa chưa ăn. Cái món mà có cái nấm đông cô thì cái đó là nấm đông cô thì nói chung là nó giống như cá viên chiên vậy đó mọi người. Nó nhớp nháp lắm, tại vì cái nước sốt nó kỳ thì lắm. Cũng là bột năng không thì đó. Nó cũng là bột năng thôi, thành ra là ăn rất là nhạt nhẽo và cũng chẳng có gì đặc biệt. Rồi tới món cơm. Tới món cơm chiên thì con bao không đụng vô luôn, tại con bao nhìn là con bao biết nó dở, tại vì mình nhìn vào cái màu sắc của cơm thôi. Nó phải óng ánh một chút mỡ và nó phải có cái màu đậm. Còn ở đây là các bạn nhìn vô giống như là nó giống cơm trái vậy mọi người, có nghĩa là cái màu giống cơm trái mà cái khô mà nhìn nó không có một cái gì gọi là hút mắt. Thành ra là lúc mà con bao quay lại ở cái vòng thứ hai thứ ba gì đó, con bao thấy rằng là nó vẫn còn nguyên. Có nghĩa là không ai đụng vào cả, có nghĩa là mọi người nhìn vào mọi người biết ngay là nó không ngon nữa. Cái bữa tiệc ngày hôm qua đa số là rồi chưa kể chúng ta phải tới cái món buffet. Cái món tráng miệng.
Cái món tráng miệng là cái món mà tôi rất là giận. Nhà hàng 5 sao mà tráng miệng toàn là mấy cái món mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở mọi cung nẻo đường ăn vặt. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như bạn nào mà mới vừa về quê dài hạn như Quang Bo thì những món này dưới quê bán đầy, bán rất nhiều luôn lần khác. Thành thử ra là kiểu vậy, như là nào là chè nè, rồi nào là chuối dạng chú chân của chè nè, rồi rau câu nè, rồi bì mà dạng bì ngọt nè, rồi nói chung là toàn là những cái món mà ở dưới quê bán năm sao. Thành thử ra là mùa này tốt nhất là không nên làm tiệc, và mùa này cũng tốt nhất là không nên đãi bất kỳ một cái gì hết, và cũng không nên làm quá rùm beng như vậy. Hầu như là hôm qua ngày những món mà nước trong menu đều thất bại, là súp hoặc là lagu đó, còn lại là hầu như là những món khô. Tại vì sao? Tại vì Wombo phát hiện ra một điều rằng là sau khi mà kết thúc bữa tiệc, Wombo đi xuống dưới và ra cổng, Wombo mới nhận ra một điều, nó dán một cái bảng thông báo là ngưng hoạt động cho tới ngày 24 tháng 2, mà trong khi đó bạn Wombo đãi là vào ngày 23 tháng 2. Có nghĩa là gì? Nó đang tạm ngưng đóng cửa phục vụ để mà đảm bảo được tình hình tài chính trong cái mùa dịch, là cái nhà hàng nào cũng ế hết, thành thử ra nó phải tạm nghỉ để mà gọi là cắt bớt đi ngân sách. Nhưng mà bạn con bao lại chọn ngay cái ngày 23 tháng 2 thì suy luận ra đồ ăn được chuẩn bị từ khi nào, và suy luận ra là tại sao đồ ăn nó như vậy. Có nghĩa là các bạn có thể tưởng tượng coi, người ta đã không nấu nướng gì, người ta đã tống như tủ lạnh hết rồi. Rồi bây giờ làm tiền thì người ta sẽ lôi những thứ trong tủ lạnh ra. Còn món gì người ta lôi ra món đó, mà rốt cuộc là nó dở như nhau. Và rõ ràng những cái món trong tủ lạnh các bạn nghĩ rằng là chỉ cần thêm chút gia vị có thể che lấp được đi cái tuổi của cái đồ ăn à? Không có đâu. Nếu như mà người nào mà gọi là chuyên gia ăn những đồ tươi, những đồ mới, những đồ mà làm nấu nóng thì ăn vô biết ngay đó là đồ cũ. Và đây là một điều khá là thất vọng, tại vì ở một cái nhà hàng mà chuẩn 5 sao, và đặc biệt là với một cái thương hiệu tên tuổi tầm cỡ như là Hoàng Yến, mà lại khiến cho một bữa tiệc gọi là sao ta, quy tụ khá là nhiều nhân vật trong showbiz, từ người mẫu, ca sĩ đến diễn viên, mà họ đều phải thực hiện và gọi là sao ta, gọi là trải nghiệm một cái dịch vụ nó không được chuẩn 5 sao, mà nó tốn tiền, mà nó còn giữa cái tâm dịch như thế này thì rõ ràng là không đáng. Mình thấy Tâm làm hơi thừa mứa một cái, một vài món như là... Nãy giờ tôi chưa nói chủ tiệc ra là ai luôn á, ba nội này thiệt á. Ai mượn? Giờ Facebook của anh Bo chắc không thấy được hình sinh nhật ngày hôm qua, Bo giấu đi mệt quá. Rồi, rau củ xào. Một cái món rất là vui. Trời ơi, giờ nó đang ngược lại món. Món rau củ xào, mà không ý là mình đang tiếc dùm cho chủ tiệc, mình chưa nói hết là tiếc chủ tiệc là bạn nó lựa chọn sai lầm, nhưng mà lựa chọn những món như là rau củ xào, một cái khay như vậy không ai đụng đến cả. Đúng rồi. Tại vì tất cả hầu như cái món khác đều có rau củ xào đi kèm, nó bị thừa bữa đi. Thứ hai đó là món salad, ba khay salad lận. Theo em nghĩ là do cái gói tiệc á, là nó có gồm 28 món, thì nó nhét vô cho nó đủ 28 món. Như vậy là nhà hàng đã quá tính toán cho cái chuyện mà... Tại vì rõ ràng là trong 28 món đều có món rau củ xào thì mất mới thêm một khay rau củ xào nữa, mà thằng chủ tiệc đâu cũng bị điên mà nó order vậy. Đã vậy salad tới 3 phần salad, nhưng mà salad hầu như là mọi người không đụng đến, mọi người ăn gỏi không à. Trong khi đó nói chung là 28 món thì có lẽ là nó đã chêm, nó đôm lên để cho đủ 28 rồi. Và tổng gói tiệc là 50 triệu nha mọi người. 50 triệu mà thằng chủ tiệc hôm qua nó nói với Wombo rằng là nó chỉ gom lại được có 7 triệu thôi. Đấy, còn lại là đều đi quà cả, có nghĩa là vừa lỗ mà vừa ăn không ngon mà vừa có một cái tiệc buồn nữa. Hình như là mọi người khá là thất vọng. Vậy anh không nói gì với lại bên đó hết à? Bên Hoàng Yến thì hiện đó. Tại thì là bên phía của bạn Wombo đang gọi là complain thôi, chứ thực chất là cũng không đòi tiền nữa, tại vì cũng đã tiền trao cháu múc rồi. Thành thử ra là sẽ complain lại về vấn đề đồ ăn uống cũng như là các cách phục vụ thôi. Thì thêm một phần nữa là lý do là bởi vì trước đó là cũng đã gây nhau rồi. Trước đó thì bạn có kể với Wombo là vào ngày 19. Vào ngày 19 là bên phía của bạn với lại phía của nhà hàng có gây nhau. Tại vì phía nhà hàng làm lục đục cái gì hợp đồng á. Nghĩa là hợp đồng mà để mà trước tiệc á, thì là bên phía nhà hàng tính sai số ở trên phía hợp đồng. Thành thử ra là bắt bên bạn Wombo xuất hóa đơn tới 2-3 lần gì đó rất là rối rắm. Và ngày 19 là bạn Wombo đã định hủy rồi, nhưng mà bên phía nhà hàng đã chủ động liên hệ năn nỉ. Thành thử ra là bạn Wombo tiếp tục đãi vào ngày 23. Thì bạn Wombo có nhận Wombo nói rằng là mày làm ngay một số review. Mày làm ngay một số review liền, 50 triệu mà một bữa tiệc nó chẳng đáng, rất là tiếc mọi người à. Mặc dù là so với lại thu nhập của Wombo cũng như là tất cả các bạn nghệ sĩ ở trong đó, thì rõ ràng 50 triệu không phải là con số quá lớn. Nhưng mà nếu như đã bỏ ra và đã hy vọng rằng là sẽ có một đêm thật nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui, thì rõ ràng nó ảnh hưởng khá là nhiều tới trải nghiệm của mọi người. Thành ra là cái này của Bo nói không phải là để lên án bất kỳ một cái tổ chức cá nhân nào, nhưng mà ý của Bo nói rằng là vào cái mùa tâm dịch này thì tốt nhất mọi người hạn chế
hạn chế đãi những bữa tiệc, hoặc là hạn chế nên tổ chức những cái sự kiện như thế này. Tại vì quả thật là về chất lượng dịch vụ nó cũng đã đi theo cái giai đoạn mà bị gọi là khủng hoảng kinh tế của tất cả mọi người luôn, của tất cả mọi lĩnh vực luôn, chứ không riêng gì bất kỳ lĩnh vực dịch vụ nữa, mà tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Thành ra là trong cái mùa này các bạn chịu khó cà phê vu vi thôi, chứ còn nếu như mà ăn uống thì mọi người nên chọn lựa kỹ, và cũng như là hãy nhớ nhắc nhở những nhân viên cũng như là những cái người mà chịu trách nhiệm tổ chức bữa tiệc của các bạn, hãy chọn món thật tươi và hãy cố gắng làm cho bữa tiệc thật ngon, và hạn chế nên tránh dùng đồ cũ, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của khách hàng. Ok, hy vọng mọi người sẽ đến số Sale Sale ngày hôm nay, và hãy nhớ theo dõi Sale Sale lúc 19 giờ mỗi ngày trên ba hệ thống nhất trên channel Xplus YouTube. Thứ hai là trên fanpage Xplus trên Facebook, và nhớ cuối cùng tại ứng dụng HTVC để có thể xem chương trình khác đã HTV trên điện thoại luôn nhé. Bye bye.